Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop HP ProBook 450G9, cái mẫu máy sản xuất năm 2023 nha mọi người. Và máy thì mình nói là đẹp xuất sắc luôn. B739 là mã mình đặt cho máy, 450G9 thì hôm giờ hết hàng, hôm nay mới về lại mà về rất là ít, về có được một hai con thôi. Cái con này là mình lựa là mình thấy đẹp nhất, mình sẽ view rõ ràng và mình báo giá cho mọi người nha. 15.6 inch, cái mã máy nó đẹp lắm mọi người, gọn cực kỳ gọn luôn. Góc cạnh chi tiết nhìn rất là sang, vỏ thì full nhôm hết, mặt trên mặt dưới là đều là nhôm, góc cạnh này không hề bị cấn móp hay gì mọi người, đẹp. Ngõ sạc này, ngõ tai si HDMI USB rồi tai nghe, góc cạnh đẹp nha. Mặt ở trên này thì khỏi chê luôn, không một vết trầy xước, không một vết bóng mòn, rất là đẹp. Bởi vì nó đẹp cho nên mình cũng không có quay kỹ cái chỗ làm gì mọi người, chỗ nào xấu mình sẽ quay, còn nó đẹp nha. Góc cạnh nè, bên này cũng đẹp, mạng LAN USB. Bên này các góc cạnh như vậy là tương đối đẹp. ProBook cái chỗ này làm giống như Elite để cho cảm giác nhìn cái máy nó mỏng hơn đó mọi người. Nhìn thiết kế của G8, G9 bây giờ như vậy. Góc cạnh đẹp, bây giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn nha. Màn hình đó là 15.6 inch, đây là bản màn hình Full HD, màn đẹp nha mọi người. Ở dưới phím 15.6 inch thì có phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu, bấm số rồi nè. Và phím là mọi người nhìn thấy là đẹp như chưa từng sử dụng. Đây nè, mình quay nghiêng cho mọi người thấy. Đó, rất là đẹp luôn. Không hề có cái dấu vết bóng mòn đã qua sử dụng luôn á. Dường như người ta không có gõ luôn. Góc cạnh là đẹp, đẹp nha. Rồi đẹp nè mọi người. Đây là đẹp lắm luôn á. Đẹp, bàn rê chuột, gọn gàng, đẹp. ProBook không thể nào mà chê được. Đẹp nha mọi người. Và bây giờ mình giới thiệu đến cấu hình nè. Nó là HP ProBook 450G9 đây ha. Và cái này là Gen 12 ha mọi người. Gen 12 thì cái chip thế hệ mới là quá tuyệt vời rồi, quá nhanh. i5 Gen 12, 12 CPU rất là mát và khỏe nha. 12 CPU này mọi người thấy là toàn ở trong chip H thì mới có thôi, mà đây là chip Gen 12, 12 CPU rồi. RAM 16GB, RAM này mình vẫn có thể nâng cấp lên 32GB ok ha. Và SSD là zin là 1T luôn, mình thoải mái là sử dụng. Đây mọi người, đây là hàng tuyển chọn ok hết. Độ phân giải màn hình đó là Full HD này, 1920x1080. Và mình có check cái series máy luôn. Đây là mọi người, nó 450G9 nha. G9 mẫu máy sản xuất 2023 nè. Máy là cực kỳ chất lượng. Mình thấy là ngoại hình rồi là ok hết toàn bộ. Máy kèm sạc zin pin trên 3 giờ, không có lỗi làm gì hết. Có trên cái màn hình nó có một chút xíu xíu này thôi. Rất là nhẹ thôi mọi người, cái này là cái vết hơi xước rất là nhẹ, giống như là ví dụ như ở dưới này đôi lúc ví dụ như có hạt cát hạt bụi gì đó thì ấy vô, có nghĩa là khi mà gặp lại thì nó hơi hằn nhẹ, là nó hơi xước rất là nhẹ thôi mọi người, trên cái tấm lụa bên ngoài của cái màn hình. Bình thường thì như thế này mình cũng không có báo đâu, mà bởi vì cái con máy này nó quá đẹp cho nên nó chỉ có một chút xíu như thế này thôi. Mình báo để ai mà kỹ tính đó, thì mình bỏ qua, còn không thì chả vấn đề gì hết, không hề ảnh hưởng gì hết, nó chỉ là bên ngoài cái tấm lụa của cái màn hình, chú ý thì mới thấy thôi. Chỉ vậy thôi mọi người, còn lại là ok. Máy hoạt động hoàn hảo, pin ngon, mọi thứ là ok hết. Có tặng mọi người dán phím quốc tế đúng khuôn luôn ha. Máy kèm sạc zin, bao zin tuyệt đối. B739 là mã mình đặt cho máy. Và mình báo giá mọi người là cái con máy này là 11 triệu 8 nha. Dành cho bản Full HD, SSD 1T. Cái này là mình có nhiều bản, nhưng mà tất cả những cái bản option đó là mình đã bán hết rồi mọi người. Hôm nay là một cái con 450G9 khác. Là chỉ còn cái con này thôi, về tới đâu là mình bán tới đó. Còn tất cả những video cũ đều đã bán hết rồi ha. Các mọi người nhiều ai chốt có thì inbox mình nha.